Sáng ngày 29 tháng 7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội thảo công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, thực trạng và giải pháp. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính và Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đồng chủ trì hội thảo. Tham dự có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu 22 tỉnh ủy, thành ủy phía Nam. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định một trong ba đột phá của công tác xây dựng đảng là tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Việc tổng kết những thành tựu, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu của các cơ quan đảng trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước có giá trị rất to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đại hội 13 của đảng cũng đề ra nhiệm vụ tổng kết thực tiễn 40 năm đổi mới để bổ sung phát triển lý luận của đảng, tiếp tục bổ sung phát triển hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát biểu chào mừng đại biểu về tham dự hội thảo, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cảm ơn sự chỉ đạo hướng dẫn thường xuyên hiệu quả, kịp thời của các cơ quan đảng Trung ương, đặc biệt là của Ban Tổ chức Trung ương, cùng với sự trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, bài học quý từ các địa phương trong cả nước trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Hôm nay, vinh dự được Ban Tổ chức Trung ương quan tâm tạo điều kiện để tổ chức hội thảo khoa học. Đây cũng là cơ hội để cho Tây Ninh các cấp ủy được trực tiếp tiếp cận với những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện các quan điểm chủ trương định hướng của đảng trong công tác tổ chức xây dựng đảng, giúp cho đảng bộ Tây Ninh nâng cao hiệu quả hơn trong các hoạt động công tác của mình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của Ban Tổ chức Trung ương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong công tác chăm lo cho các gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ủng hộ Tây Ninh 300 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Báo Tây Ninh sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung quan trọng của hội thảo trong các bản tin tiếp theo.